Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Dụng Cụ Lâu Nghiệp. Và video của em ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác tất cả những mẫu dầm của bên nhà em. Bác nào muốn mua cả cán, em có cả cán luôn. Còn nếu như bác nào không muốn lấy cán, mua được lưỡi không thì em cũng có luôn. Và sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết nhất từng mẫu và báo giá từng mẫu một để các bác có thể tham khảo ạ. Và như các bác có thể nhìn thấy đây, về phía dầm bên em thì đầy đủ các loại cho các bác luôn. Đó là trên tay em cầm đây là cây dầm chuối nhé các bác nhé. Cây dầm chuối cái này đã hàn sẵn ống tít rồi, đã làm sẵn cán, được làm bằng ống tít 34 và lưỡi của nó được làm 100% bằng thép híp ô tô, rất là dày dặn luôn. Đây là bản đặc biệt đó, rất là dày và lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Lưỡi làm bằng thép híp ô tô và ống sẽ được làm bằng cán được làm bằng ống tít 34 dày 1.8. Bản này đang có giá là 350.000 đồng trên một cây. Bác nào đi đào cây công trình, cây cảnh, bứng cây cảnh cần những mẫu dầm như này cứ liên hệ với em nha. Và ngoài ra thì những cái bản có sẵn cán này thì bác nào không muốn lấy cán có lưỡi không thì em cũng có lưỡi không đây ạ. Trong video của em đó, sẽ giới thiệu các bác luôn. Đó đây là cái lưỡi không đấy ạ. Những lưỡi không này, đó nếu các bác không lấy cán sẽ được trừ đi 50.000, giá chỉ còn là 300.000 đồng trên một cán như này. Đó, ra cực kỳ là rẻ luôn. Và tiếp tục đó là những cái bản xỉa như này nhé. Và những cái xỉa như này. Cái xỉa như này thì giá rất là rẻ luôn, có 250.000 đồng trên một cây thôi mà em cũng miễn phí ship ra hàng tận nhà các bác luôn. Và tiếp tục ngoài ra thì em còn có những cái bản nó sống thẳng đây các bác ơi. Đây là một cây dầm sống thẳng, trên đây em cầm đây. Đó, lưỡi thì cực kỳ là dày dặn và rất là sắc bén luôn đây ạ. Đó, lưỡi rất là dày luôn. Và bản này cũng được cái này đã được hàn sẵn cán rồi và cán của nó là ống tít 34. Đây là bản đặc biệt, cây này đang có giá là 350.000 đồng trên một cây miễn phí ship. Còn nếu như bác nào mà không lấy cán nên đọc lưỡi không, giá sẽ là 300.000 đồng. Đây ạ, lưỡi không đây các bác nha. Đây ạ, đọc lưỡi không đây thì giá sẽ là 300.000. Đó, lưỡi của nó cũng được làm hoàn toàn 100% bằng thép nhíp ô tô, rất là dày luôn và nó cực kỳ sắc bén. Đây là lưỡi không. Và ngoài ra thì em còn có những cái mẫu dầm cổ cò như này. Dầm cổ cò thì em có từ bản to đến bản nhỏ. Bản nhỏ nhất đang có giá là 250.000 trên một cây. Cho đến bản đặc biệt như này, giá của nó sẽ tầm 400.000 một cây, em cũng có luôn. Và ngoài ra thì em có những cái mẫu dầm sống thẳng, dầm cổ tròn sống thẳng các bác nhé. Lưu ý giúp em, đây là dầm sống thẳng cổ tròn này. Còn đây là dầm bản thẳng đây ạ. Lưu ý phân biệt giúp em. Đây là dầm bản thẳng. Hai cái nó khác biệt nhau nha. Đây là cây dầm bản thẳng và đây là cây dầm sống thẳng. Hai cây này thì đều có giá bằng nhau là 350.000 vì đó là bản đặc biệt. Còn nếu bác nào cần loại nhỏ hơn thì em cũng có loại nhỏ hơn. Loại nhỏ hơn sẽ có giá từ 200 tới 250.000. Bên em cũng có luôn. Bác nào cần loại nào cứ liên hệ bên em để được tư vấn nha. Và ngoài ra thì em còn có rất nhiều những cái mẫu nhỏ nhỏ như này. Đó, chỉ có 130.000 thôi, miễn phí ship. Và cái mẫu thuồng này ạ. Thuồng này em có cả cán và độc lưỡi không. Thuồng thì cái loại mà có cả cán mà bản đặc biệt thì giá là 300.000 trên một cây. Và những cái lưỡi như này giá rất là rẻ luôn. Đây ạ, 250.000 rồi đến 200.000 rồi đến loại 150.000, loại 80.000 em cũng có. Cần loại nào cứ liên hệ bên em các bác nha. Và qua số điện thoại em để góc phải màn hình. Số đó của như em có Zalo thì bên em sẽ kết nối Zalo, gửi hình ảnh và chi tiết nhất về các loại sản phẩm và báo giá cho các bác qua Zalo để các bác có thể tham khảo. Và tiếp theo đó là những cái mẫu mai đây ạ. Mai sắn đất tàu đất thì đây ạ. Lưỡi em đang có lưỡi loại nhỏ đây. Loại nhỏ này thì giá rất là rẻ luôn, cả cán của nó có 230 thôi. Bác là không lấy cán thì giá chỉ có 180.000 thôi và em miễn phí ship. Đây là lưỡi mai loại nhỏ các bác nha. Đó. Và lưỡi loại to đây ạ. Đây là lưỡi mai to thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một lưỡi và giá đó cũng là em bao ship tận nhà các bác luôn. Lưỡi rất là dày luôn, cực kỳ là cứng, có sắn đất đào đất ở vùng sỏi đá thoải mái cho em nha, không lo bị quằn và không lo bị cong đâu ạ. Và tiếp tục về bên em có đầy đủ cả các loại cuốc nhé, về cuốc để giặt cỏ này, cuốc bướm rồi thì cuốc con gà, cuốc nào bên em cũng có luôn. Đây ạ, trên tay em cầm đây là một cái mẫu cuốc con gà. Đó, chất liệu thì cái cuốc con gà này nó là thép đúc liền. Đây các bác nhìn cho em nhé, nó là thép đúc liền luôn cả lưỡi và cả chỗ chêm cán đây. Đó, cuốc con gà này thì chất liệu 100% bằng thép híp ô tô, rất là dày và cực kỳ sắc bén luôn. Để trên cuốc có in hình con gà luôn. Và cuốc này đang có giá là 200.000 đồng trên một chiếc và miễn phí ship. Và ngoài ra thì nếu như bác làm ở vùng sỏi nhé, đồi cằn nhiều sỏi đá, mọi người có thể lựa để cần một chiếc cuốc đi đào hố trồng cây này. Đó thì mọi người có thể lựa chọn cho em là cái cuốc lưỡi gà đây. Đây là cuốc lưỡi gà và giá cũng sẽ là 200.000 đồng trên một cây. Lưỡi cũng 100% là thép đúc liền nguyên khối luôn. Đó, đây là đúc liền nguyên khối nhé. Hai cái này thì đều bằng giá nhau, cuốc con gà. Tay em đang cầm đây là cuốc con gà và đây là cuốc lưỡi gà, đều có giá là 200.000 đồng trên một chiếc. Đó, bác nào cần loại nào cứ liên hệ bên em ạ. Và tiếp theo thì em còn có những mẫu cuốc bướm như này, những mẫu cuốc giặt cỏ, mẫu cuốc bướm như này. Giá thì cũng dao động từ 70.000 cho đến 100, 120, 130.000 tùy từng bảng to hay nhỏ nhé. To thì giá nhiều tiền hơn mà nhỏ thì sẽ là giảm tiền đi. Bác nào cần loại nào cứ liên hệ bên em. Và ngoài ra thì em còn có cả cuốc tây nữa.
Đó, quốc tây em cũng có từ quốc to, quốc nhỏ nhé. Những bản nhỏ thì có 60.000 này, 70.000, 80.000, 100, 120 và 130 em cũng có luôn. Các bác cần lại làm cứ liên hệ bên em qua số điện thoại, qua số đó em luôn để góc phải màn hình. Và bên em thì sẽ có các bạn tư vấn viên sẽ kết nối Zalo với các bác, gửi chi tiết hình ảnh về sản phẩm cũng như báo giá để các bác có thể tham khảo và lựa chọn cho mình được những cái bản mà các bác phù hợp với công việc của các bác. Và các bác cần lại làm thì mình cứ liên hệ bên em để được tư vấn và đơn đơn các bác nhé. Và video của em thì cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.